đã đến với kênh Tam Nguyên Phong Thủy. Và ngày hôm nay trong video này, chúng ta hãy cùng thảo luận về vấn đề tử vi sự nghiệp của tuổi Quý Sửu 1973 trong năm 2020. Thì dự đoán đây sẽ là một năm thay đổi về mọi mặt, cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Về thông tin chung của tuổi Quý Sửu thì năm âm lịch Quý Sửu 48 tuổi, sinh từ 15 tháng 2 năm 1973 đến mùng 2 tháng 2 năm 1974. Mạng thì là tang đố mộc, có nghĩa là gỗ ở cây dâu. Tướng tinh thì là xương con chuột, tướng tinh con heo. Mạng mộc gặp năm thổ là khắc xuất, trung bình, tức là chủ về vất vả. Thiên can thì là quý cặp canh, tương xung, có nghĩa là sẽ có sự thay đổi. Địa chi thì là Sửu gặp Tý, nhị hợp tam tai, tức là công việc thay đổi, ốm đau và khó khăn. Khi mà tham gia khóa học kích tài lộc, nhờ có thầy Tam Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Về hướng tốt để xuất hành vào ngày mùng 1 Tết năm 2020 thì tính theo nơi cư ngụ, vào ngày mùng 1 Tết nên xuất hành vào hướng chính nam để nghênh tiếp tài thần, và vào hướng tây nam để đón hỷ thần. Vào lúc từ 11 giờ đến 13 giờ hoặc là từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhìn chung về tử vi của Quý Sửu 1973 vào năm 2020 thì năm nay những người tuổi Quý Sửu được dự báo sẽ có số đào hoa. Nhưng nếu như đã kết hôn thì đó có thể là kẻ giết người đầu tiên cho các cuộc hôn nhân. Tuổi Quý Sửu thì có số mệnh giàu có, may mắn là chuyện bình thường. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người đầu tư hoặc là có tài chính mạnh. Tuy nhiên, may mắn không phải là quá tốt. Hãy làm mọi thứ một cách hết mình và nhiệt huyết bằng chính sức lực và sự cố gắng của mình. Năm 2020 thì là năm Canh Tý, trong đó tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ hợp với thần may mắn của năm theo như truyền thuyết của dân gian. Đây là vị thần chịu trách nhiệm về vận may của mọi người ở trong năm. Thiên nhiên và điều kiện tự nhiên của năm sẽ tạo ra những may mắn cho bạn. Kết quả là bạn sẽ nhận được những lợi nhuận kha khá từ những hợp tác dự án cụ thể như là lập kế hoạch tiếp thị, bảo tồn nước, về dịch vụ, về nuôi trồng thủy sản và các dự án khác. Đồng thời, bạn sẽ rất thích sự nổi tiếng và bạn có thể kết bạn được nhiều hơn để thể hiện tốt hơn được những tài năng của mình. Về sự nghiệp của tuổi Quý Sửu vào năm 2020, với may mắn cho sự nghiệp vào năm 2020, bạn sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt ở trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho những hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải tác hiệu suất. Năm nay, bạn có thể sẽ gặp được một người giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy, hãy luôn đối xử tốt với người khác. Giữ một thái độ khiêm tốn và không bao giờ ăn vạ với những niềm tự hào hay là tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của người khác khi giao tiếp được với mọi người ở xung quanh. Để cải thiện được may mắn ở trong sự nghiệp và vận trình suôn sẻ vào năm 2020 thì khuyên gia chủ nên thỉnh vật phẩm vòng phúc hòa trợ mệnh hay là vòng tam hợp tử đàn nhằm tăng cường sức khỏe, bổ trợ thân mệnh, chiêu cát khí quý nhân tương trợ giúp cho trăm sự được hanh thông, may mắn và thuận lợi. Luận về vận mệnh tử vi của tuổi Quý Sửu, nam và nữ mạng. Về sao chiếu mệnh cũng như vận hạn của nam mạng vào năm 2020 thì sao thì sẽ là sao Thủy Diệu, đây là thuộc thủy tinh. Sao Thủy Diệu thì là một sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người ở mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất thì là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về gặp thị phi, khẩu thiệt mất cuồng cải, bị đàm tiếu hay là nói xấu sau lưng. Hạn thì phải là hạn thiên tinh, tức là một hạn xấu.
Nam mạng tuổi Quý Sửu 1973 sẽ gặp phải hạn thiên tinh nên cần đề phòng bị ngộ độc. Đi đường thì cẩn thận dính phải những chuyện tai bay, vạ gió. Nên để ý ở trong lời ăn, tiếng nói. Nếu như là nữ giới đang mang thai thì cẩn trọng trong đi lại, đề phòng bị tái ngã, bệnh tật, đau ốm thì chỉ cần làm lễ hóa giải là được. Về vận niên thì là thử ngộ điền, có nghĩa là chuột gặp phải ruộng lúa tốt, thoải mái ăn và cuộc đời đổi vận, có thể trúng số hay là đánh bài ăn mà không hề hay biết. Cung đặt mệnh thì có các sao thiên quan, văn tinh, lâm quan, tiểu hao và trực phù. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn không được may mắn, tiền bạc dễ có sự tiêu pha nhiều. Cung xung chiếu thì có các sao nguyệt đức, tuyệt, đại hao, tử phù, kiếp sát, phá toái và tuần. Đây thì là bộ sao chủ về ra ngoài, tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn thì có người phá hoại. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc, đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc. Nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Cung nhị hợp thì có các sao thiên khôi, thiên chủ, thiên mã, tam môn, cô thần, phi liêm và bệnh. Đây là bộ sao chủ về trong nhà, có chuyện buồn đưa tới. Ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận. Cung tam hợp thì có các sao thiếu âm, hồng loan, hỷ thần, tử, long đức, dưỡng, đà la và triệt. Đây là bộ sao chủ về trong nhà, có chuyện buồn đưa tới, gia đình có người già đau ốm. Về sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của tuổi Quý Sửu nữ mạng. Đối với nữ mạng Quý Sửu thì sẽ gặp phải sao Mộc Đức thuộc Mộc Tinh. Sao Mộc Đức sẽ là một phước tinh mang lại may mắn cho nữ mạng Quý Sửu. Sao này sẽ mang lại may mắn, an vui, tốt lành và nhất là về hôn sự. Tốt nhất thì là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Mặt khác thì cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan đến máu huyết. Hạn thì là hạn tam kheo, đây là một tiểu hạn. Những người gặp phải sao hạn tam kheo thì phải đề phòng các bệnh về tay chân như là tai nạn xe bất ngờ, chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay là mờ mắt. Vận niên thì là thử ngộ điền, có nghĩa là chuột gặp được ruộng lúa tốt, thoải mái ăn, cuộc đời đổi vận, có thể trúng số hay đánh bài ăn mà không hay biết. Cung đặt mệnh thì có các sao đào hoa, phúc đức, thiên hỷ và dưỡng. Đây là bộ sao chủ về được hưởng âm phúc, cho nên gặp nhiều chuyện vui và có tin vui về hỷ tín hay là có thêm người ở trong gia đình và người thân. Cung xung chiếu có các sao tấu thư, thiếu âm, hồng loan và suy. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài sẽ sức khỏe không được tốt, cần phải lưu ý cẩn thận. Cung nhị hợp có các sao quốc ấn, hoa cái, lộc trì, đế vượng, tướng quân, quan phủ, lưu hà, thiên la và tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài mở mang được nhiều kiến thức và học được những công việc làm ăn khác nhau. Cung tam hợp thì có các sao nguyệt đức, lâm quan, tiểu hao, tử phù, kiếp sát, phá toái, tuần, thiếu dương, đường phù, hỷ thần, thiên không, tử. Đây thì sẽ là bộ sao chủ về có tin vui ở trong nhà. Tuy nhiên cũng chủ về tiền bạc phải tiêu pha nhiều và sức khỏe trong gia đình. Ngoài ra phải chú ý bị các vật nhọn đâm phải. Về hướng dẫn cách hóa giải vận hạn. Đối với nam mạng gặp được sao tốt để tăng vận khí. Về hóa giải sao thủy diệu thì đầu năm nên cầu an giải hạn vào mỗi tháng hoặc là vào tháng kỵ tuổi là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Nên cúng lễ vào ngày 21 âm lịch lúc 21 giờ đến 23 giờ. Thắp 7 ngọn đèn vào hướng bắc để làm lễ. Bài vị thì nên dùng giấy màu đen và ghi
Bắc Phương Nhâm Quý, Thủy Đức Tinh Quân. Sau đó khấn cung thỉnh Thiên Đình Thủy Đức Kim Nữ Cung, Đại Thánh Bắc Phương Nhâm Quý, Thủy Đức Thủy Diệu Tinh Quân vị tiền, để tăng cường cát khí cho sao Thủy Diệu thuộc hành thủy thì nên đeo trang sức đá quý như là thạch anh đen, thạch anh tóc đen hoặc dùng màu trắng thuộc hành kim để kim sinh thủy ngày càng thêm tốt. Đeo những đá quý màu trắng như là thạch anh trắng, vòng bạc hay là vòng phúc hòa trợ mệnh thuộc hành kim hoặc hành thủy. Để hóa giải được cái xấu của hạn thiên tinh gây ra thì khi làm bất cứ việc gì, bạn cũng nên hỏi trước về công việc đó hoặc là nhờ mọi người xung quanh tư vấn để tránh dính phải sự tranh chấp. Đối với nữ mạng thì khi gặp sao tốt và cách để tăng vận khí. Đầu năm nên dâng sớ cầu tài, cầu lộc vào mỗi tháng, cúng vào ngày 25 âm lịch, lúc 19 giờ đến 21 giờ. Thắp 20 ngọn đèn và lạy về hướng đông để làm lễ. Khi mà tham gia khóa học kích tài lộc, nếu có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Bài vị thì nên dùng giấy màu xanh và ghi Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân. Sau đó khấn cung thỉnh Thiên Đình Thánh Vân Cung Đại Thánh, Trùng Quan Triều Nguyên Mộc Đức Tinh Quân vị tiền. Để tăng cường được cát khí cho sao Mộc Đức thuộc hành Mộc thì nên đeo những trang sức đá quý có màu xanh lá hoặc dùng màu đen thuộc hành thủy để thủy sinh mộc ngày càng thêm tốt. Nên đeo đá quý màu đen hoặc là màu xanh dương như là thạch anh đen, thạch anh tóc đen hay phúc hòa trợ mệnh có mệnh mộc và mệnh thủy. Để hóa giải được cái xấu của sao hạ tam kheo gây ra thì đi lại nên chú ý xe cộ cẩn thận. Đầu năm thì nên làm lễ giải hạn để cho cả năm được may mắn. Lý giải về tử vi của tuổi Quý Sửu theo 12 tháng âm lịch. Vào tháng 1 thì đầu năm mọi việc làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên tiền bạc tiêu pha nhiều. Vào tháng 2 thì có lộc về tiền bạc cho người khác đưa tới. Công việc có sự thay đổi. Tuy nhiên sức khỏe nên chú ý cẩn thận vào cả lời ăn tiếng nói. Vào tháng 3 thì ra ngoài chú ý cẩn thận về sức khỏe, nhất là chân tay thì không nên. Hơn nữa thì bạn không nên thay đổi hay là đầu tư vào công việc gì ở thời điểm này. Vào tháng 4 thì công việc làm ăn không được tốt, có người phá hoại trong công việc làm ăn. Ra ngoài thì chú ý xe cộ hay là dễ mắc các bệnh về đường máu huyết. Vào tháng 5 thì trong nhà có tin vui hỷ tín từ con cháu. Trong tháng này thì tiền bạc dễ có sự tiêu pha nhiều. Cụ thể là sẽ tiêu pha vào sức khỏe, bệnh tật và của bản thân hay là của bố mẹ. Vào tháng 6 thì công việc làm ăn tuy là chưa có khởi sắc, thế nhưng cũng có nhiều việc đưa tới. Chú ý gặp phải kiện tụng, công môn, pháp lý. Vào tháng 7 thì chú ý trong nhà có người già đau ốm, sức khỏe không được tốt, tiền bạc có sự hao tán nhiều, công việc làm ăn thì có người phá hoại. Vào tháng 8 thì có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý trong nhà có chuyện buồn đưa tới và cẩn thận mất mát của cải. Vào tháng 9, công việc làm ăn bình thường, ốm đau thì nhanh khỏi bệnh. Tháng 10 thì tiền bạc hanh thông, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Chú ý đến lời ăn, tiếng nói và công việc làm ăn có sự mở mang thêm. Tháng 11 thì có tin vui ở trong họ hàng, gia đình hoặc là có thêm người. Tuy nhiên tiền bạc có sự tiêu pha nhiều và sức khỏe không được tốt. Vào tháng 12 thì có sự sửa sang và mua sắm nhiều đồ vật ở trong gia đình. Tuy nhiên ở trong nhà thì còn thiếu hòa khí, tình cảm vợ chồng hay bất hòa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Và để được tư vấn kỹ hơn về vận hạn của các tuổi vào năm 2020 hoặc là muốn đặt mua các vật phẩm phong thủy thì vui lòng liên hệ ngay đến số hotline 1900 2292 để được đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn giúp đỡ anh chị một cách tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Khi mà tham gia khóa học kích tài lộc đều có thầy Tam Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.